Xin chào cả nhà quay lại với kênh Đồ Xưa Khải Hoàng ha. Em mới mua từ nhà văn ra được 4 tấm tranh vẽ sơn dầu trước 1975. Tình trạng còn đẹp ha. Đầu tiên là tấm này ha, vẽ chim chỉ nè. Trải qua mấy chục năm rồi nhưng vẫn còn đẹp. Tấm này có kích thước là 50-80 ha. 50-80. Rồi tấm này em xin giao lưu 800.000 ha. 800.000 em bao ship luôn. Rồi tiếp theo đó là tấm Bắc Tiên. 8 ông tiên ha, gọi đến cờ. Vẽ sơn dầu ha quý cô chú anh chị. Nền gỗ ở phía sau là nền gỗ. Tình trạng của tấm này là nó có bị hở nhẹ ở mặt liên kết này ha, giữa cái mặt sau gỗ với cái mặt trước sơn dầu. Còn lại thì nó đẹp. Rồi tấm Bắc Tiên này sắp Khải Hoàng xin giao lưu là 700.000 ha. 700.000. Tiếp theo là tấm tranh thứ ba. Tấm này khổ lớn ha quý cô chú anh chị, vẽ là mã đáo thành công. Tấm này có kích thước là 60 1m2. Tấm này rất lớn ha, 60 1m2. Quý cô chú về đóng khung treo lên cũng được, hoặc là để vậy treo lên cũng vẫn ok ha, vẫn đẹp. Ở phía sau có mà móc treo làm sẵn hết rồi. Đây có mấy chữ tàu nó bị mờ rồi. Rồi tấm mã đáo thành công này kích thước là 60 1m2, em xin giao lưu với giá là 1,5 triệu ha. 1,5 triệu cho cái tấm tranh sơn dầu vẽ mã đáo thành công trước 1975. Rồi tấm cuối cùng em xin giao lưu trong ngày hôm nay cũng là một tấm tranh vẽ sơn dầu hình hai con công ha. Những nét vẽ xưa rất là đẹp. Ở trên đây có mấy chữ tàu nè mà nó bị mờ rồi. Rồi tấm hai chú công này, hai con công này sếp Khải Hoàng xin giao lưu với giá cũng là 1,5 triệu luôn ha. 1,5 triệu cho tấm tranh sơn dầu kích thước là 60 1m2 vẽ hai con công. Rồi quý cô chú anh chị nào có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ cho sếp qua Zalo 0914862110, 0914862110. Em sẽ gửi hình chi tiết cho quý cô chú anh chị xem ha. Rồi cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại những video clip tiếp theo.